bạn đang sở hữu doanh nghiệp và bạn cần logo. Hơn thế nữa, bạn cần một bộ nhận diện thương hiệu đẳng cấp. Bạn không biết bắt đầu từ đâu, thậm chí bạn còn chưa có bất kỳ ý tưởng nào. Hãy để chúng tôi giúp bạn. Bằng sự sáng tạo và tâm huyết của mình, chúng tôi sẽ mang đến cho bạn những logo đẳng cấp nhất, tuyệt vời nhất. Chúng tôi biết bạn cần một thương hiệu đúng nghĩa. Chúng tôi sẽ mang nó đến cho bạn. Bạn có thương hiệu, còn chúng tôi có bệ phóng hoàn hảo. Mebo, bệ phóng cho doanh nghiệp. Lần đầu tiên sau 3 năm, Samsung đánh bại Apple ngay trên đất Mỹ. Từ năm 2017 đến nay, lần đầu tiên lượng smartphone xuất xưởng trong quý của Samsung vượt qua Apple ngay trên thị trường Mỹ. Trong quý 3 vừa qua, Samsung đã giành lại ngôi vị nhà sản xuất smartphone số 1 thế giới từ tay Huawei sau khi tạm thời để mất nó trong quý 2. Không chỉ vậy, quý 3 này còn đang chứng kiến một thành tích khác của thương hiệu Hàn Quốc. Báo cáo của Strategy Analytics cho biết, Samsung đã đánh bại Apple để giành ngôi đầu trên thị trường Mỹ trong quý 3 năm 2020. Báo cáo này đánh dấu lần đầu tiên từ quý 2 năm 2017 cho đến nay, Samsung vừa mặt được nhà sản xuất iPhone để vươn lên ngôi vương ở thị trường Mỹ. Báo cáo cũng nhấn mạnh rằng Samsung đã giành được 33,7% thị trường tại Mỹ trong giai đoạn này, trong khi đối thủ Apple là 30,2% và đứng thứ 3 là LG với 14,7%. Báo cáo cũng cho biết, các thiết bị giá rẻ đóng vai trò chính cho đà tăng trưởng đáng kinh ngạc này của Samsung, cho dù các thiết bị cao cấp như dòng Galaxy Note 20 và Galaxy Z Fold 2 cũng góp phần không nhỏ cho thành công này. Tuy nhiên, một yếu tố đáng chú ý khác cho thành tích này của Samsung là việc dòng iPhone 12 đã không kịp ra mắt trong quý 3 như mọi năm, dẫn đến việc lượng người tìm mua iPhone sụt giảm do tâm lý chờ đợi của người dùng. Do vậy, đến quý 4 năm nay, mọi việc có thể thay đổi hoàn toàn khi Apple sẽ có doanh số của iPhone 12 trong gần một quý. Hiện tại, theo nhiều nguồn tin khác nhau, Samsung đang tận dụng cơ hội Huawei vẫn đang chìm trong khó khăn do thiếu thốn linh kiện để ra mắt dòng Galaxy S30 vào tháng 1 năm 2021, sớm hơn so với thông thường. Vì vậy, hiện mọi con mắt đang đổ dồn vào báo cáo trong quý 1 năm 2021 của Samsung để xem liệu việc ra mắt sớm thiết bị có giúp ích cho thương hiệu Hàn Quốc hay không. Từ CafeBiz, Độc Đáo TV tổng hợp và đưa tin. Đưa thương hiệu và sản phẩm của bạn đến với hàng triệu khách hàng mục tiêu. Liên hệ ngay Đình Nghĩa Studio a@gmail.com. Số điện thoại 0964002593.